Mến chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Để đến với video tiếp theo của em. Chào ông nội nha. Dạ, chào con gái nha. Ôi, bữa nay thím lên đồi kìa. Dọn cái bàn ngoài kia nha. Hôm nay đến bến xèo nhí nữa ông bà cô chú anh chị và các bạn. Giờ này là em đến là 19:29 nha. Dạ. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần ngày 15 tháng 3. Rồi. Bữa nay đến con trái ghê trẻ quá. Rồi. Trời. Hiện tại là em đang đứng tại địa chỉ là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Trời ơi, thím về nghỉ tới mấy ngày luôn. Đây anh em bếp bia nha. Cái cần hỏi là sinh nhật của thím là ngày nào không? Hả? Sinh nhật của thím là phải hỏi, muốn sinh nhật của thím là phải hỏi Trâm Anh, Hà Anh nè. Đó. Là biết liền hà. Nhưng mà muốn biết được thì là phải lobby cái gì đó. Bánh hay kẹo hay gì đó mới biết được nha. Đó. Hiện tại là ông nội với con gái đổ bánh xèo. Dạ giống như chen hú lộ, đúng rồi. Mình phải hú lộ một xíu chứ. Thím về nghỉ tới 4-5 ngày luôn mà. Sương quá trời quá đất. Đây bánh xèo nè ông bà cô chú. Hấp dẫn không? Con gái bên này đổ bánh xèo lên cờ lắm rồi. Dạ chào bà nội nha. Dạ. Clip gì nội? Vụ gì? Vụ gì? Vậy thì cô này 100ml nước chủ nhật nè, ai ăn vẫn có một người một ly. Thêm 100ml nước mía nữa hả? 100ml này là ngày chủ nhật này mình đãi. Nè cầm cầm anh lên cái đó đi, cái đi em không nhớ. Cô Nhật Ánh hả? Sun User hả? À cô Nhật Ánh, nhóm Nhật Ánh ở Sun Guje hả? Xin lỗi nhé cô Dung Sun User, chủ nhật này 100 ly nước đúng nhé. À chủ nhật. À chủ nhật là chủ nhật này. À chủ nhật là cô Dung thêm 100 ly nước mía nữa hả? Cô Dung khác, cô khác nha. À riêng cô Dung thôi đúng không? Cái này là đề đầm của mình đúng không? Dạ. Cô Nhật Ánh là khác, còn cái này cô Dung này 100 ly nước mía. Chủ nhật này. Vòng từ 2 giờ chiều cho tới 8 giờ tối đi. Dạ. Hai ông bà nào ăn cũng có hết. Tức là quá trời, nghe tin quá là mừng luôn. Dạ là chủ nhật tới đây nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay là thứ sáu nè. Thì chủ nhật tới đây thì có cô Dung bên San Gucci tặng cho ông bà cô chú anh chị và các bạn tới ăn bánh xèo nước mía nha. Từ là chính thành phố của California. Dạ. Cô Dung hôm bữa bạn... bữa nhóm Nhật Ánh cũng tặng 100 ly nước mía ngày rằm á ông bà cô chú. Thì bữa nay là riêng cô Dung tặng thêm 100 ly nước mía nữa. Vâng. Cho ông bà cô chú tới thưởng thức bánh xèo vào dạ. Ngày chủ nhật này. Dạ. Chỉ một ngày duy nhất. Chỉ một ngày duy nhất. Còn cô Dung là một năm luôn nha. Dạ. Cô Dung là một năm luôn hả? Mỗi nước mía. Sao nội, một năm luôn hả? Một năm là cái cô Rầm. À, cô Rầm, cô Rầm là cô nhóm Nhật Ánh đó. Là đúng như vậy, nhưng mà bây giờ mình hỏi cho mẹ nước mía đi rồi. Dạ, ôi trời ơi. Tức là những cái tháng rằm á là nhóm Nhật Ánh á, tức là các cô chú ở bên nhóm Nhật Ánh á tặng nguyên một năm. Nói chung là nước mía. Các cô là cùng bạn của cô Ngân á. Dạ. Cô Dung cũng là bạn của cô Ngân. Dạ. Nhật Ánh. Sao? À, sao vậy? Cô yêu cầu. Hả? Cô đã vậy? Từ từ chụp tấm hình này. Đây, thêm. Ủa sao mà tự nhiên đem của chị đem tới hả? À. 5 cái. Trời ơi bữa nay lạ quá trời lạ luôn. Rồi đi thôi.
Một tin rất là mừng luôn hả con gái hả? Nhóm cô chú nhóm Nhật Ánh ở San Jose á là tặng 100 ly nước mía, tức là ngày rằm á, 100 ly nước mía mà nguyên năm. Trời ơi, tin bất ngờ thiệt. Quá là bất ngờ luôn. Đó, còn chú Nhật tới đây là cô Dung trong nhóm Nhật Ánh luôn. Riêng cô tặng là cũng 100 ly nước mía. Quá là tuyệt vời. Hello con gái nha. Ơi bữa nay bận đồ sao mà ấm ánh dữ vậy? Chào ông bà cô chú rồi đúng không? Ăn chưa? Con ăn gì chưa? Chưa dạng luôn à? Kỳ lạ vậy. Chưa ăn thì chập nữa ăn bánh xèo. Sáng bánh xèo, trưa bánh xèo, chiều bánh xèo mà. Nhà mình bán bánh xèo mà. Ăn bánh xèo mà được uống nước mía hay còn gì? Quá tuyệt vời. Hai trái với 2 thùng bia. Ủa, cô xong chưa nè? Thấu tiền hả? Thấu tiền à? Con gái lấy ghế cho cô ngồi đỡ đi con. Hôm qua sinh nhật bánh quá trời. Trời. Đứng lên không được tưởng sái gì hết. Đây, chọc tranh MFP tấm hình thumbnail nha. Trời ơi. Anh em MFP nào ở đâu? Anh hỏi là hỏi thăm nữa là ngày sinh nhật của thím là ngày nào? Trong tháng 11. Đó, cháu công khai đó, nhưng mà riêng là ngày 30 tháng 3 tới đây là sinh nhật của con gái Út Điệu. Đó. Trời. Bây giờ là muốn biết sinh nhật của thím thì bắt buộc là phải hối lộ hai đứa con gái nè. Ông nội. Ngoài bán tại chỗ thì bánh xèo nhí còn có bán online nữa, số điện thoại là 0986 804 347 nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Đó. Đúng. Nước suối là một phần tất yếu của cuộc sống. Cuộc sống uống nước suối tốt hơn là uống nước ngọt. Vậy có uống nước suối lúc nào? Đấy. Đấy. Ô, bắt sát đâu mấy đi cho nội. Trời ơi. Làm hả? Trời ơi, bánh xèo nhí quá trời, quá trời. Đâu quay đi đâu? Quay đi chứ, bánh xèo nhí quá trời đấy mà cứ lo đi quay cái gì đâu đâu không à. Con gái dễ thương quá trời đây, mấy đứa con gái dễ thương quá trời đây. Nhà. Ủa đi làm đâu? Nhà có hai đứa con gái hả? Ý là làm đâu nhá? Mặt máy lây liền. Không có đèn, đang ghé qua đây. Trời ơi. Ghé quay à. Thưa ơi, chưa ăn 6 giờ mấy á? Em đi từ ở dưới công ty là 5 giờ lên tới này, bây giờ mới tới thế nào. Trời ơi, kẹt xe kinh khủng thiệt. Em chạy một con chạy một mạch luôn á nội. Bên đây cuối đường này. Trời ơi. Cứ nghĩ sao mà chạy từ 5 giờ ở công ty mà lên tới đây là 7 giờ rưỡi. Ê, thanh sầu riêng khai trương rồi nha. Đó chưa? Ủa không biết hả? Không biết. Trời cha. Em mới nhắn tiền về một trưa không biết. Nó khai trương luôn rồi. À. Có đơn luôn rồi, hay thiệt chứ. Em mới thấy này. Đây hả? Đâu? Này mới tới nè. Thôi. Nè. Nó khai đường rồi này. Cái này là đang riêng luôn kia đó. Có đơn luôn rồi. Giỏi. Cúng luôn này.
À, hắn lấy số điện thoại khác luôn nè. Số khác nó gọi nó thay rồi, số điện thoại để nó thay dặn. À. Vặn mây à. Ủa. Nãy con chào chào chú Tâm. Chào gì? Chào bà cô chú. Chưa. Chưa mới mà. Con chào chú Hà nha. Con chào tất cả các bà cô chú trên đất và ngoài nước. Ok, chú Hà chào con nha. Ông bà con ngoài nước chào con. Đồng đồng. Trời ơi. Thôi em chạy trước nha. Trời ok vậy nha. Hôm nay có nghệ sĩ tới á. Mai mướn nghệ sĩ tới review bánh xèo á. Hàng gì bữa nay hắn khai trương. Hắn nhắn tin hỏi em là heo quay. Vậy mà không có nói rõ. Trời. Hắn kêu là xa, quy xấu xa à, mà đi cái đường ông đi về tiện ngon. Hay thiệt, nó nói làm liền đó, vậy là hôm nay nó được định nó làm rồi. Quán hay gì chưa à? Cái bán sầu riêng. Quán sầu riêng, quán sầu riêng nào. Cái vừa sầu riêng tụi em quay 2-3 năm nay nha. Đổi chỗ nó bán lại hay gì? Nó bán, đang bán luôn. Nhưng mà nó đổi một cái vị khác. Ủa? Gì đó con, gì đó con. Con giả quay bánh xèo kìa. Ê, chú mua bánh xèo luôn á. Chú mua bánh xèo á con. Đổi xe kìa. Dạ, anh chạy vô trong nhà đó anh. Trong hiểm, trong gỡ á. Gỡ mấy chục nha anh. Dạ. Đó anh chạy vô. Qua đường kia, cả nhà qua đường của này à. Cô ba lên mà không để cô ba miếng bánh kem bay hả? Tới lượt cô ba là hết bánh kem luôn. Yeah. Thôi đợi sinh nhật bánh cô ba đi, có bánh kem ăn. Tháng 11 mà con biết ngày nào nha. Tháng 11 à? Như vậy là ngày nào cũng là sinh nhật. Trời ơi. Nãy không cắm đầu vô luôn ơi, đâu mà vậy? Nãy anh không chạy vô luôn. Trong đó rộng thanh thon luôn mà. À. Chạy xe bán tải mà yếu dữ đặc. Yếu. Mai đi khai trương. Hồi trưa ông mới nhắn tin là anh kêu chứ anh yên tâm đi, em mở sẽ hoành tráng hơn. Mà nó không có rõ ràng. Ờ. À, hỏi heo quay. Hỏi gì? À, hỏi mua heo quay về khai cúng khai trương, mình cũng không nghĩ là vô ở trong đây nó rộng thân tha mà vô trong quay ở đãi ý là nó tưởng thôi là phải gãi đó. Dạ. Tưởng thôi là nhờ cái đầu thôi đúng không? Ờ. Vô nhà luôn em trai ơi. Thường nói vậy. Mình thấy là cái thông báo là tắt máy là không có tác dụng luôn rồi đó. Rất là không có tác dụng luôn. Phải hết. Tình là ngoài này là không có tác dụng là nước là phải dùng ra.
Cái nào? Đúng rồi. Đây, đây. Cái đường tây rồi. Có vợ. Không, chị nói là cái bị ra nữa. Cái lâu bắn đá ghê luôn á. Nước mạnh hả? Mạnh không? Hả? Mạnh, cái súng nó mạnh lắm á. Chị nói là cái súng cái lâu bắn cực kỳ luôn, bắn đá tay mà. À. Đúng rồi. Nhưng nó nhỏ mà. Có cơ mà. Cơ mà. Phải dùng bằng sức lực chứ. Chỉ bằng cơ mà. Không. Địa chỉ chúng ta đó là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí đó ông bà cô chú là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo chúng ta là 30k. Đặc biệt là có các cô gái rất là dễ thương. Cô bé. À. Khoan lộn, các cô bé rất là nhí nhảnh, đặc biệt là cô bé Út. Nhí nhảnh thì cá bảy nào á? Vô luôn, vô cá bảy màu luôn. Mày có nghệ sĩ nha. À, mày có nghệ sĩ ghé nha. Con không biết giờ nào nha. Ê, con gái mai nghệ sĩ mấy giờ ghé? Nhắn tin chú Lâm nha. Chú biết chưa? Chú biết. Chú biết chú mới tới được chưa? Biết chú tới chứ cái. Dạ. Con mấy nghệ sĩ ghé luôn á, ngày mai á. Dạ. Hồi nãy hồi bữa có cái chị gì tới chị nói nè. Chị Hứa nghe nói là chị Hứa. Cho... Có chị Hứa là. Chính xác không? Để nói mà không có rồi. Có chị chứ Hứa là tới chứ Hứa với trò hai chiếc xe đạp. Hai chiếc rồi, xe đạp nhỏ, hai đứa. Hai chiếc nhỏ nhỏ. Rồi cộng thêm các một số nghệ sĩ rất là nổi tiếng ở showbiz. Ghé ăn bánh xèo. Hy vọng là hy vọng là cô nói cô các con trong cả tuần nay luôn á. Cô nói là cho mấy anh mấy nhỏ tuần nay luôn. Dạ vô nhà luôn chị ơi. À ba cái mang về. Dạ. Dạ. Ăn trong quá trời luôn á mấy bữa nay. Dạ. À, trong quá trời trong luôn á. Mấy bữa nay ảnh nhắc hoài luôn á. Dạ. Chắc là cô đó sẽ tới. Cô nói vậy là cô sẽ tới. Cô ở gần đây mà đúng không? Cô gần đây mà. Cái nào nói ra cho cô đó. Một số khách là vẫn thích ngồi ở ngoài. Một số ông bà cô chú là vẫn thích ngồi ở ngoài nó thoáng. Đó, ui ui. Nhìn con gái toát mồ hôi ông bà cô chú nóng lắm. Nóng cực kỳ nóng luôn. Ông nóng quá trời nóng luôn. Quán mình đẹp rồi mình. Ê mà không coi Facebook luôn á. Bận. Tôi mới nãy tôi mới thấy đó nhưng mà coi bất ngờ luôn đó, không nói được mình ta. Hồi sáng nghe nhắn hay là sợ dành mối của em chút. Lại dễ tâm không? Sao mà rủ em bánh xèo mà nói yếu điệu dữ ta? Mình phải mình rủ kiểu gì làm sao người ta phải ăn liền ở ghiền đó chứ. Trời ơi, rủ ăn bánh xèo mà chú Lâm chú Hà ăn bánh xèo không? Không có động lực gì hết. Dạ. Bài bà chừng chưa? Bữa điều đó. Nó bác thầy cơ hay á, bây giờ chuẩn bị vô mùa sầu riêng rồi nè. Vô mùa nè. Vô mùa sầu riêng nó mọc nó sợ nó giảm nè, sầu riêng nó giảm nồng thôi mà đó.
chỗ Hậu Giang đó mà giống bà nội ấy, mất mối của vợ ăn hết. Ý là cái chỗ quận 6 đó mình Hậu Giang là được mặt tiền hả chứ? Tiền hết chứ. Chỗ Minh Phụng không? Chỗ gần Minh Phụng không? Dạ. Mai ghé. Chị đã khách VIP chưa? Khách VIP đây. VIP chưa? Chú Long mà khách VIP cái gì, chú Hà với chú Long đâu phải là khách VIP. VIP gì? VIP. VIP hả? Đây để cho con gái lên TikTok này, cái này nhận vào của chú. Em chia sẻ bánh xèo nhí là ba nền tảng luôn. Là YouTube, Facebook, TikTok. Có cho anh Diễm một người không? Hả? Rồi có. Trời ơi. Sững sờ cô. Sững sờ cô bé 10 tuổi nè. Đổ bánh xèo như gió. Sững sờ nè chú Long ơi, sững sờ nè, đứng hình nè, chóng váng nè. Thiệt. Địa chỉ chúng ta đó là 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Thời gian bán của bánh xèo nhí đó là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo chúng ta là 30k, đặc biệt là có cô bé nhí nè, đổ bánh xèo nè. Anh đây hay gì anh? Hai cái bánh xèo anh về cho chú luôn. Hai cái mang về. Ồ, khéo tay lắm. Cô bé nhí này khéo tay lắm nha ông bà cô chú. Lâu lâu có giận hờn du dơ một xíu thôi. Nếu mà cái tay con yếu á, con đổ thẳng vô, con lắc giống như cách đổ của con vậy đó. Nè nè, anh lắc đẹp không? Lắc đẹp không? Chơi là tuyệt vời rồi nè. Tuyệt vời, vậy nè, đổ bánh xèo nè, thấy ông bà cô chú. Đẹp, quá đẹp luôn. Bánh tràn quyền. Giống như TV tinh thể lỏng mà. Ôi, tràn quyền luôn. Ta lên, ta lên, ta lên. Rồi chào ông bà cô chú cái đi. Chào ông bà cô chú cộng đồng TikTok xíu đi. Thôi. Chào tất cả ông bà cô chú, nước ngoài nước nha. Đến cuộc sống văn hóa ẩm thực cái gì? Trời ơi. Rồi đến bánh sừng. Rồi sao nữa? Trời ơi, khéo tay quá chừng không? Ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ghé đến ủng hộ các con nha. Cộng đồng TikTok ghé ủng hộ các con nha. Dạ bà, ghé ủng hộ thì nhé con nha. Địa chỉ là 21, địa chỉ, đọc. Trời ơi. Quý chơi KFC hả? KFC. Tưởng KFC chứ chú ơi. Vàng ươm luôn không? Vàng ươm luôn. Ngon, trời ơi, khéo tay ghê không? Xin lỗi ông bà cô chú nha, đang quay thêm TikTok nữa, chia sẻ cho nó rộn ràng lên cho các con. Để nhiều ông bà cô chú biết đến bánh xèo nhí hơn. TikTok các con đang hot lắm. Hot hơn hot luôn à. Tài khoản TikTok của chú Lâm là đang lên cái là mấy trăm ngàn view liền á. Hai cô gái. Hai cô bé. Đổ bánh xèo. Thấy cái mùa nắng như thế. Cắp tóc. Cô hỏi mùa nắng như thế này á. Không, mùa nắng là nó nắng như thế này. Mùa mưa sao? Mùa mưa là sao? Nước ở đây là nó bị giọt rồi thì sao? Mưa nó bị tạt không? Tạt không ạ? Tạt liền. Nước nó bị tạt. Đúng rồi. Đúng rồi, mình phải làm như vậy. Không có được hắt ra ngoài. Con dầu mà dư là con đổ vô lại trong đó. Không được khắc ra ngoài. Là
mình cứ bỏ vô mình tự bỏ vào bến thăm lại đâu mình nào. Hôm qua là có một cái chai nước Pepsi là không có đường, gọi là nó không có calo á, không đúng rồi, nhưng mà nó ngọt ta. Chuyên nghiệp nha các bạn. Hết thịt rồi. Rồi, cho lên sóng luôn rồi. Thấy chưa? Trong từ nãy im lặng cho con gái lên sóng TikTok luôn. Đó. Đưa hết các nền tảng mạng xã hội để cho ông bà cô chú anh chị và các bạn biết đến bánh xèo nhí nhiều hơn. Rồi cảm ơn bà cô chú nha, hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha. Máy hết pin rồi nên em kết thúc luôn, đi về luôn, bye bye.